Hi guys. Hello mẹ. Hi everybody. Hi Hello guys. Teacher. Hello yeah. teacher. Hello guys. Can you guys see the screen? Các bạn có nhìn thấy? Yes. Can you guys see the screen? Các bạn có nhìn thấy màn hình của cô không? Yes. Yeah, okay. Good job. Very good. Thank you guys so much. Hello teacher. Hi. Hello. Hello. Great to see you guys. Hello, teacher. Yes, hello everybody. Hello, hello guys. Great to see hello, you guys teacher. Today. Hi. Hello everybody. Hello. Hello teacher. Hi guys. Let's wait for your friends, okay? Let's wait for your friends a couple of minutes. Yes, hello everybody. Let's wait for your friends, okay? Let's wait for your friends. I don't see a lot of you guys turn on your camera. Don't forget to turn on your camera, okay? Don't forget to turn on your camera. Em hợp đồng có đi phát hiện tin này chứ không phải là chúng không biết, chúng biết nhưng mà chúng nhiều việc chúng không quen này. Thì sau chú gọi điện này chú lên gặp tổng nhưng mà chú biết là chú không về luôn. Let's wait for a couple minutes, okay? Ta sẽ con chuẩn bị học không xem điều đó. Let's see this one. Let me coi chú bảo với cho mấy câu thì nó ngại. Okay, can you guys see the slide? Can you guys see the slide? Yeah. Good job. Yeah, thank you guys. Yeah, thank you guys so much. Okay, welcome to the class, everybody. Great to see you guys today. There are not a lot of people in your class, only 53 people today. A lot of you guys have to study online at school, right? I'm glad that you guys can join the class today. Great to see you guys. Okay, everybody. Now you guys look at the rules. If you guys haven't known about the rules, please take a look at the rules, okay? Nếu mà các bạn chưa biết về cái quy định thì các bạn nhìn vào quy định giúp cô nhé. Okay. So remember to raise your hand. Ở đây cô thấy có nhiều bạn cũng chưa biết cách raise hand đúng không? Thì ở trong cái phần reaction, tụi con sẽ có cái nút raise hand đúng không? Đúng rồi, yeah. Remember to raise hand, okay? Mình giơ tay lên, bấm nút giơ tay thì cô sẽ dễ gọi hơn. Và thường cô sẽ gọi các bạn nào mà bấm nút giơ tay nè, hoặc là tụi con có mở, có show camera nè, okay? Remember to show your face, okay? So that I can know you, I can see your face, okay? Good job, guys. So yeah, thực ra camera của các bạn là các bạn cô không có cấm các bạn không mở, cho nên là nếu mà mình không mở được thì có thể là camera của mình có vấn đề gì đó. Thì con check lại cái camera, cái video, cái chỗ mà start video đó, các bạn bấm vào đấy. Okay guys. So today, yesterday was the Mid Autumn Festival, right? Did you guys have fun? What did you do yesterday? Can somebody tell me? What did you do yesterday? Các bạn nào muốn share là hôm qua tụi con làm gì không? Ah, I can see Nam raise his hand. Yeah, Nam is raising his hand. Can you tell me what did Hello, you do? Hello, I'm here. Mm-hmm. What did you do? Okay. What did you do? I will tell you. I was... What did you do yesterday? Phá cỗ. Ah, yeah, okay. You have a very big dinner, right? Ah, con có ăn bữa cỗ đúng không? Yes. Và mình còn worship the moon. Khi mà mình gọi là mình thờ cúng, khi mà mình thờ cúng á, thì mình hay có cái cụm là worship, okay, the ancestor hoặc là the moon. Ở trong kỳ trung thu thì người ta hay nói là mình sẽ phải cúng cái đêm trăng rằm á, thì mình hay có là worship the moon. Yes, what did you eat? What did you eat? Con đã ăn những món gì? Can you tell me? In Vietnamese, if you don't know that word in English, I ate fruit. Fruits? Did you eat mooncakes? All the candies. Candies, yes, yeah, mooncakes. What flavor? What kind? What flavor? What kind of mooncakes?
green bean. Green bean. Green bean, đậu xanh. À, có ăn đậu xanh hay là bánh thập cẩm? No, no, no. What kind? What kind of moon cake? Bánh trung thu Nam ăn vị gì? Bánh màu nâu. À, màu nâu có thể là tiramisu. Is it taste like coffee? Is it taste like coffee? Cô thấy thường màu nâu hay người ta hay có làm những cái vị giống như là chocolate or have so many what? So many what? Có rất là nhiều cái gì? Many what? Many nuts? Có nhiều hạt hả? Yes. Yeah, cô nghĩ đấy là bánh thập cẩm đó. I think that is the mixed moon cake, right? Mm-hmm. That is also the traditional moon cake. Mm. Cái bánh thập cẩm của mình là thường sẽ có các loại đậu này, các loại hạt và còn có cả gọi là lạp xưởng nữa, đúng không? Yes. Thì cái đấy tụi con hay ăn, cái đấy là bánh traditional á, bánh gọi là bánh truyền thống luôn á, Trung thu bánh truyền thống của mình là cái bánh đấy đó. Traditional mixed moon cake. Mm-hmm. Yeah, good job Nam. Thank you so much. Who want to share more? Is there anybody here want to share? I can see Han. Okay, Han, tell me, what did you do yesterday? Did you join the lantern parade? Did you join the lantern parade? Ở chỗ Han có được đi rước đèn Trung thu không? Did you join the lantern parade? Yes. Really? Wow. Who did you go with? Your friends or your family or your sister, brother? Who did you go with? I just friends. Mm-hmm. Your friends at school. Your friend at school or your friend in the neighborhood. Bạn của Hạnh là các bạn ở trong xóm hay là các bạn ở học chung trường, học chung lớp với mình? Trong xóm. In the neighborhood, right? In the neighborhood, trong xóm của con đúng không? Yes. Tell me, did you make a lantern? You buy a lantern or you make a lantern? You buy or you make? Con mua một cái lồng đèn hay là con tự làm? You make lantern or you buy a lantern? Never. You make? Hành tự làm lồng đèn hay là con mua cái lồng đèn có sẵn hay là con tự làm lồng đèn của mình? Con mua. You buy, right? You buy a lantern in the market, ở chợ hả Hành? In the market? Con mua ở chợ hay là con mua ở đâu? On the street? In the store? Ở cửa hàng hay là ở ngoài phố? In the street? Mm-hmm, right? In the store, right? Nếu mà ở cửa hàng là in the store. Uh-huh. Yes, good job. Yeah. So if you say that you joined a lantern parade, what time did you go back home? Như vậy là Hạnh đi rước đèn đến mấy giờ thì con về? What time did you go back home? What time? You remember? Hạnh có nhớ không? What time? Hạnh đi chơi rước đèn đến mấy giờ mới về nè? What time did you go back home? 8 o'clock, yeah, 8 o'clock in the evening, right? Yes, good job, Han. Thank you so much. One more, okay? I can see Xuân Anh. Yes, Xuân Anh, can you tell me what did you do yesterday? Con đi rước đèn nhưng mà không có đèn, vẫn đi rước quạ. Yeah, you only joined the parade, right? Yeah, you don't have the lantern. Why? Why didn't you buy the lantern? Sao Xuân Anh không đi mua lồng đèn hay là con không make? You don't make a lantern? I don't make. Didn't make the lantern. Why? You don't like making a lantern or you don't know how to make? Tại vì con không thích làm hay là tại vì con không biết làm cho nên là con không làm? Con không biết làm nên con không làm. You didn't know how to make the lantern. Okay, yeah, you didn't know how to make. You can watch a lot of videos. Như vậy sau này ví dụ mà con muốn làm cái gì đó, con lên YouTube. You can search on YouTube. A lot of videos will instruct you to do that one. Okay? Yeah. Mom, did you eat mooncakes? Did you eat mooncakes? Yes. What flavor? What flavor? Yesterday I go to my birthday, my friend. I eat the fruit, the mooncake, the jelly. Yeah, wow. Yeah. That's a lot of food, a lot of delicious food. Okay, thank you, Song An, so much. Thank you, guys.
So you guys have a very great moon festival, right? Hmm. So yesterday was a regular day for me. Còn đối với cô thì hôm qua giống như một ngày bình thường vậy đó. Because I live in Ho Chi Minh City, I cannot go outside. I cannot go outside, and I couldn't buy the moon cakes. So I didn't eat moon cakes. Năm nay thì cô không được ăn bánh trung thu bởi vì cô không có mua được. I cannot buy the moon cakes. I didn't have the this moon festival as fun as you guys. Mm-hmm. Congratulations, you guys. So you guys know that the competition, the contest, Super Kid the Moonlight is ended, right? Các bạn cũng biết là cuộc thi của mình đã kết thúc rồi đúng không? Yes. Mm. Cho nên là cô đã thấy rất là nhiều bài của các bạn. Cô thấy lớp mình là tham gia rất là nhiều nha. Okay, you guys, well done. Các bạn rất là giỏi. Các bạn đầu tư rất là nhiều và tham gia rất là nhiều bài. Cô thấy rất là ấn tượng với bài của mọi người luôn. Thì hôm nay cô muốn share bởi vì hôm nay là cuộc thi của mình đã kết thúc rồi nè. Cho nên là cô muốn share cho các bạn thử mình xem bài của bạn mình như thế nào nhé. Okay. Cô sẽ lựa ra hai bài rất là ấn tượng. Very impressive one to share with you guys. I want to share with you guys this one. Where is it? This one is from Hải Đăng. Are you here? Are you here, Đăng? Are you here? Hải Đăng có ở đây không? Can you guys see the screen now? Can you guys see the screen now? Các bạn nhìn thấy màn hình của cô chưa? Yes. Mm-hmm. So this one is from Đăng. Yes, I'm here. Oh, wow, you're here, Đăng. Yeah, I'm really impressive with your video. Cô rất là ấn tượng với bài của Đăng. Bài của Đăng là rất hay. Các bạn thấy là bạn quay in the garden. Is it your the garden? Đăng, where is it? Where is this? Where is this place? It's in my garden. Wow, you have a garden. Wow, I'm really impressive. No, my grandmother's garden. Where is it? Is this in Ho Chi Minh City? No. Is in Tiền Giang. Tiền Giang province. Bạn lúc này là bạn đang ở dưới quê đúng không? Bạn ở Tiền Giang, ở tỉnh Tiền Giang mọi người. Wow, yeah, you have a big garden. Wow, a lot of fruits in here. Now you guys, các bạn cùng cô nghe xem bài của Đăng. Cô rất là thích bài của Đăng đó. Bạn làm rất là tốt. Bây giờ các bạn cùng cô xem bài của Đăng nhé. Okay. 10 years old. Did you know the midterm is coming? Do you like it? I really like the midterm festival because I can watch lion dance performance and get a gift from my parents. This day, I go to fetch the lights with my friends and eat the mooncake with my family. As you know, the midterm has a lot of different names like Mooncake Festival, Moon Festival, Children's Festival. Các bạn thấy là bạn đang cho mình nhiều thông tin về lễ này. Và các bạn thấy bạn dùng nhạc rất là phù hợp đúng không? I like the music a lot, just like Teacher Quân. Cô rất là thích các cách bạn dùng nhạc nè. Và bạn có những cái là ví dụ như bạn nói về quà nè. Những cái này thì bạn còn có hình minh họa cho mình hiểu nữa. Very impressive. Moon Watching Chat or Union Chat. This festival is the second most important in China, only after Chinese New Year. Good job! I really like to participate in this festival, but unfortunately, Vietnam is in COVID-19 pandemic, so it's difficult for us to celebrate. But don't worry, I think that we can make the lantern at home and celebrate the midterm festival at home too. And today I'll show you the ways to make a very, very easy lantern. Okay, let's make it in order to make a paper. Các bạn thấy là bạn vào bài như vậy là video của bạn là sẽ làm gì? Instruct you guys to make the own lantern. Như vậy Xuân Anh hồi nãy Xuân Anh nói không biết làm đèn trung thu đúng không? Như vậy là Xuân Anh mà xem clip của Đăng xong là có thể tự làm được đèn trung thu cho mình rồi đó. Như vậy các con thấy là bạn có vào bài nè, cho mình thông tin về trung thu nè, rồi bạn mới bắt đầu làm. Good job, và bạn quay rất là rõ nè. Đấy, good job. Now let's continue. You need to have a sheet of paper, color paper, a pair of scissors, and a stapler. Firstly, we cut out the stripe of the end, and that will be the handle.
silver. You fold it in half. Các bạn thấy bạn dùng những cái cụm từ fold được gấp lại nè, gấp lại làm đôi nè. Đấy, bạn hướng dẫn cực kỳ cụ thể từng bước một bạn làm. Cắt như thế nào nè, dùng những cái dụng cụ gì đó. Bạn hướng dẫn cho mình cực kỳ cụ thể luôn. Good job done, very good. And cut it like. Now I will read the poem like a gift for everyone. It's called On the Moon by Grace Festival by Grace Lynn. Now I'm gonna read a poem by her. Wow, about the Moon Festival, guys. Listen to the poem, okay? I am allowed to play outside tonight. Climb and slide and swing higher. I will knock the moon. And the moon lady will say, yes, tonight, the rabbit can come out to play. We should have a happy Mid-Autumn Festival with your family. Thanks for watching. Goodbye. See you next time. Wow. You guys like this one? Do you guys like this one? Mm-hmm. Đăng, can you tell me the meaning of the poem? Con có thể kể cho cô nghe một xíu, con giới thiệu cho các bạn nghe một xíu là bài thơ của mình nói về cái gì không? Can you tell me a little bit about the poem? Có thể là mình, các bạn ở đây nghe không rõ lắm thì tao đang thử nói lại cho cô xem là bài thơ của Đăng nói về những gì nè. Vậy con cũng không biết nữa cô. You didn't know? You didn't research? Yes. Ở đây thì các bạn thấy là ở đây là đang có đọc những cái câu này. Đây, bây giờ cô thử nói lại cho mọi người nghe nha. Tonight, used in Mid-Autumn Festival by Grace Lynn. I am allowed to play outside tonight. Climb and slide and swing higher. Ở đây là dùng những cái động từ climb and slide and swing. Những cái động từ mà tụi con dùng để chơi ở playground đó. Climb the mountain, climb, okay? Hoặc là slide, swing. You guys know the swing, right? Higher. Giống như mình chơi đu mà cao đến nỗi mà mình có thể thấy được đến được mặt trăng luôn. Okay. Yes, tonight the rabbit can come out to play. The rabbit. You guys remember the rabbit? The rabbit. The jade rabbit. Jade rabbit là chị thỏ ngọc. Các bạn nhớ không? The jade rabbit. Wish you have a happy Mid-Autumn Festival. Wish you have. With your family. Thanks for watching. Goodbye. Bạn chúc mình có một wish you have a happy Moon Festival. Bạn chúc mình có một lễ trung thu thật là vui bên này. With your family. Bên gia đình của mình. Very impressive one. Bài của Đăng này rất là nhiều yếu tố đầy đủ nè. Từ việc bạn vào đề như thế nào đến cái việc mà bạn hướng dẫn mình cách để làm đèn trung thu nè. Rồi bạn còn đọc thơ cho mình nữa. Ok, và bạn còn wish bạn chúc mình có một lễ trung thu thật là vui nữa. Very impressive one. I really like this video, Đăng. Good job, well done. Đăng sẽ là một thí sinh rất là nặng ký cho giải Super Kid đó. Ok, good job. Now one more, ok?
So I want you guys to take a look at one more video. Ah, this is the video. I think she knows. This is Hoàng Giang's video. Ah, đây là bài của bạn Giang này. Bài của bạn Giang là cực kỳ đầu tư rất là nhiều từ trang phục, cách nói đến background video, tất cả mọi thứ bạn đều đầu tư rất là nhiều, bạn làm rất là tốt. Bây giờ các bạn cùng coi nha. Hello Giang. Okay, now everybody please take a look at Zhang's video, okay? Guys, take a look at her video. Very nice pictures in the beginning. Hi guys, my name is Julie. I'm 9 years old. As you know, there are many big festivals in Vietnam, and now one of them is coming, the Mid-Autumn Festival. The Mid-Autumn Festival is a time for family reunions. In the evening, family members gather to have a delicious dinner. This big festival. Bạn cho mình rất là nhiều thông tin đúng không? Từ việc nói về những cái lễ hội lớn, rồi bạn nói là một cái lễ hội đang sắp đến đó chính là Trung Thu nè, rồi bạn kể cho mình nghe những việc mà mình có thể làm ở Trung Thu này đúng không? À, các bạn nhìn her outfit, very good, right? She's wearing áo dài, right? Thank you. You're wearing áo dài, yeah, very impressive. Bạn đầu tư về cả trang phục và background của bạn nữa nè. Bạn còn có background là video, ảnh động nữa. Good job, very good. Festival is celebrated not only in Vietnam, but also in the other parts of Asia as well, like China, Japan, or Korea. The Mid-Autumn Festival is held on the 15th day of August in the lunar calendar, when the full moon shines at night. This festival is associated with the legend of the moon man and the magic Banyan Tree, and also the story of the moon goddess. Nowadays, Mid-Autumn Festival is mainly for children to spend the best time of the year. But not only can children celebrate this day, but also adults can. This is a reminder of the childhood and for young again. And this day, she changed her spot, right? Bạn còn đổi qua một cái vị trí khác để mà bạn quay cảnh ngoài thực tế nữa. Very good. Letters for the children. Very big mask. Very big mask for you, Zhang. Also, the drum. A drum. Yes. Good job. You can also see dragon dance. Yeah. The lion and the dragon dance through the street. Hello. Children play many traditional games and parade with their lanterns in their hand. If you're talking about the Mid-Autumn Festival, we can't forget human beings. Even cases like for love, happiness, peace, and love. Some people even say, no cakes, no festival. Making sharing birthdays is probably one of the hallmark traditions of this festival. But now, you know, it's more than time. So this tradition has given way. Instead, we use a custom that more popular is by these showing them to family members and friends. Now I'm standing inside one of the most fantastic making birthdays in companies in Haizhou, Kobe. You can see a lot of cake in the store, right? Yes. All of them are so delicious. Một cái bánh rất là lạ để giới thiệu cho mình đúng không? Shaped like a fish. Wow. Cái bánh Trung Thu nhưng mà không phải là regular one, not shaped like the moon anymore, but shaped like a fish. A very strange, a very weird model of moon cake. And it looks so yummy. Yes. Oh, there are fruits too. When the Mid-Autumn Festival comes, it is also the time for the farmer to harvest the grapefruit. Grapefruits are a kind of fruit, like its name.
It's circled like the full moon, so people usually put it on a food tray. There are other fruits too, such as custard apple, rubber fruits, dragon fruits. She introduced a lot of kinds of fruits that we can eat during moon festivals, right? Bạn giới thiệu cho mình rất là nhiều từ việc bạn giới thiệu về các thông tin cơ bản về lễ Trung thu này, rồi bạn còn dẫn mình đi xem cái nơi mà các con có thể mua này, nào là đèn Trung thu, nào là mặt nạ này để chơi này, thậm chí bạn còn dắt mình đi xem cái chỗ bán bánh Trung thu và cuối cùng là cái mâm cỗ nữa. Good job, các bạn có thể thấy rất là nhiều loại trái cây, a lot of kinds of fruits. There's a lot of fruits in the autumn, so I can't tell you all, okay? Yes. Oh, this presentation let me remember 8 years ago on the Mid-Autumn Festival Day. Well, I think it will be the best and the first Mid-Autumn Festival in my life. She tell about her memory too, 8 years ago. My dad made me a tiny and colorful lantern star. Wow, it's just you? It's just you? How old were you? How old were you? Zhang, can you tell me how old were you in this picture? I'm 1 year old. Oh, 1 year old. You're a 1 year old. Very cute little Zhang, right? Good job. Very cute. And you guys see, she held a star-shaped lantern made by your dad, right? Made by your dad. Your dad made this lantern for you, right, Zhang? Yeah, very cute little star lantern. Good job. Then we all watched the dragon dance. You can see my lantern star was green, pink, purple, and gold. Yeah, a lot of colors. I can't remember everything, but I was sure that my aunt Anne was held me in her arms. Then she called me jackfruit seed. That was funny. Jackfruit seed. Mm-hmm. It would be the best mid-autumn festival ever. Mooncakes around, please eating. Now she's singing songs. Good job. A table full of love around you. Go outside and look at the sky. Oh, I'm hungry. Ah, let's taste this piece of mooncake. It is so yummy. Oh, thank you for listening and goodbye. Well done, Zhang. Good job. A very great presentation. Wow. Bạn cho mình rất là nhiều kiến thức và bạn thậm chí còn cho mình cái gì? Bạn có nhiều biểu cảm này. She's very confident, right? Bạn kết hợp không phải là chỉ dùng một chủ đề mà bạn dùng rất là nhiều chủ đề khác nhau để kết hợp lại trong cái video của bạn, right? Very impressive. Good job, Zhang. Well done. Good job. Bạn là một đối thủ cực kỳ nặng ký cho giải của mình đó. Well done. Như vậy là sau khi xem xong video của hai bạn là các bạn cũng đã mình cũng học hỏi được rất là nhiều đúng không? Mình các bạn ở trên livestream cũng vậy nè. Khi mà các bạn được xem video, các bạn là các bạn cũng thấy cách hai bạn làm rất là hay đúng không? Để làm được một cái video mà nó như vậy, nó hay như vậy thì các bạn tụi con sẽ phải đầu tư về rất là nhiều. Đúng không? Về cái cách mình nói nè, mình phải đầu tư cái cách mình miêu tả cảm xúc như thế nào, cách mình nói chuyện, mình trình bày ra sao nè. Các con thấy là bạn Giang có rất là nhiều biểu cảm nữa đúng không? Bạn kết hợp rất nhiều từ việc hát, việc kể lại cái câu chuyện của bản thân nè, rồi nói bạn rất là tự tin, bạn không có bị vấp. Và đòi hỏi mình phải làm gì? You have to practice, right? You have to practice a lot. Chắc chắn là Giang đã phải tập luyện rất là nhiều nè, mà để có thể nói được rất là trôi chảy. Thậm chí có thể là Giang có thể phải quay đi quay lại video rất là nhiều lần. Cho nên là cái gì các con cũng phải cần tập luyện rất là nhiều để có thể có được cái thành quả này. Congratulations you guys. Không chỉ là cô chúc mừng bạn Đăng và bạn Giang đâu, mà chúc mừng tất cả các bạn đã tham gia luôn. Ok, congratulations everybody. Well done. Các bạn nhớ đợi đến nha. Các bạn đợi là tầm có thể là đầu tháng 10 là tụi mình sẽ biết được kết quả nè. Ok, wait until October guys. Well done everybody. Now today, let's get back to our lesson, ok? Last time, về homework thì cô thấy có vài bạn đã nộp cho cô rồi nhưng mà chưa nhiều lắm. Ok, thì đối với những bạn nào đã nộp đúng hạn thì có gì cô sẽ chấm bài cho các bạn nhé. Còn các bạn thì có thể nộp những cái bài tập sau. Cô từ bây hôm nay thì cô sẽ cho các bạn lại bài tập về nhà nhé. Ok. So, this one was your homework, right? Đây là bài tập về nhà của tụi con nè.
You guys have to read this one, right? And then choose number one to number five. Is it true or false for each sentence? Now I want to invite three friends to read each paragraph for me, okay? Phuong Thao, please read the first paragraph about Lalana. Lalana? Là. Yeah, you read from the title, okay? Thảo giúp cô là đọc luôn cho cô cái tựa đề và đọc luôn cái câu dẫn nha, okay? He's working hard. Good job. Here are. Đây là ba câu chuyện. Here are three stories of kids working hard to make their communities. Okay, again, communities better. Now read the first paragraph, Lalana. Lalana lives in Chiang Mai, Thailand. Yes. She knows. Boy, biết rằng. That many schools in her city do not have money to buy books. Good job. Lala and her friends ask people to. Again. Not people. People to donate to donate books. Mm-hmm. They take the books to schools in the city. Many schools now have better books thanks to Lena and her friends. Yeah, good job, Thảo. Thank you so much. Now let's invite a boy, okay? Let's invite a boy to read this one with me. Let's see who raised their hands. Bây giờ cô sẽ mời các bạn nào mà có giơ tay nhá. Okay, I can see. Okay, can you read the second paragraph, Yui? Yes. Good job, Carla. Carla, lay in. Again, con thấy ở đây là mình có cái gì ở đuôi này, mình phải có S đúng không? Lives. In Barcelona. Spain. Yes. Many tourists visit Barcelona very year. Every year. Good job. Carla often see people who are lost on the weekend. Again, weekends. With S, weekends. Remember? Yes, good job. Carla and her big sister Tourists. Find the places. Chỗ này thì thêm ia, thêm s, còn ở đây thì con phải phát âm là places. Find the places. Mm-hmm. They are looking for. Good job. Carla like helping. Again, Carla. Likes. Mm-hmm. Likes helping people. She's proud of. Ở đây mình sẽ nói âm lại, đúng rồi, nói âm lại. Proud of her city. À, đã con đọc là proud of thì mình sẽ không có of nữa, đúng không? Proud of. Her city. Good job, Yui. Very good job. Well done. Now one more. I want to invite. Cô mời Thủy nè. Thủy cũng nộp bài tập về nhà cho cô rất là sớm, đúng không? Mm-hmm. Thủy. Now you read the last one about Marcus. You read the last one. Lies.
Marcus? Marcus lives in a small town near Melbourne. Melbourne, Australia. Good job, Australia. Marcus? Marcus goes to school every day. Yeah. He is a lot of. A lot of trash. Trash. Along the roads. Good job. Marcus and his friends have an contest. Have a contest? See who can combat. Again. Have a contest every... Have a contest every day. Good job. They... They big. À, ở đây thì mình cũng nói âm lại được nè. Cho nên là Thủy sẽ đọc câu là pick up. Yeah, good job. Pick up, nhặt cái gì? Họ nhặt cái gì? Nhặt rác lên đúng không? The trash. And they, và họ làm gì nữa nè? They who can collect their mop. They clean up the streets and they have fun. Good job. Well done, Thuy. Thank you so much. Well done, guys. Very good. So I think you guys have read this one at home too, right? Có nghĩa các bạn cũng đã đọc cho cô rất là nhiều ở nhà, đúng không? Practice more, okay? Practice more. Ở mình khi mà sau này mình đọc, các bạn cố gắng là làm gì? Mình nối âm, ví dụ như là pick up nè. Pick up. Clean up. Pick up, clean up. Những cái đấy mình có thể nối âm vào được thì nghe nó sẽ hay hơn, nghe nó tự nhiên hơn. Okay, guys? Proud of. Thay vì mình đọc là proud of, thì mình đọc là proud of. Okay, guys, good job. Now I have 5 sentences, right? Now let's invite each friend and then tell me, is it true or false for each sentence, okay? Let's invite one friend. Let's see. Can you guys hear me? I'm going to invite Ngọc Khuê. Okay, Ngọc Khuê, can you turn on your mic and read the sentence one for me, okay? Ngọc Khuê giúp cô là đọc câu đầu tiên và chọn đáp án cho cô nha. Okay. Number one, what is the answer for number one? I think my internet has a problem. Cô nghĩ là mạng của cô đang có vấn đề, nên là nếu các bạn vẫn nghe thấy cô thì thực ra là cô đang không nghe thấy mọi người. À, cô đang không thấy mọi người, chắc là mạng cô đang có vấn đề. Nếu các bạn nghe thấy cô thì các bạn đợi cô một xíu nha. Okay. Yeah, I can see you guys now. Yeah, hello Khuê, hello. Yeah. Can you read the first sentence, number one, and then choose the answer. Number one, can you read the sentence? And her sister have cherries. Again, Carla and her sister. Sister. Carla and her sister. Sister, yeah. Help tourists. Tourists. Help tourists. Ah, yeah, tourists. So true or false? True or false, Khuê? Khi là con đọc câu này thì đầu tiên là con sẽ xác định cho cô là đoạn number 1, 2, 3. Theo con thì mình sẽ tìm đáp án ở đoạn số mấy? 1, 2, 3? 2. Two, yeah, because it's about Carla, right? It's about Carla, yeah. So now... You find the answer. Where is the answer? Như vậy cái evidence ở đâu? Con có thể tìm thấy cái bằng chứng cho câu số 1 ở đâu? Carla and her sister help tourists. Như vậy nếu theo con thì đọc câu này mình so với cái đoạn văn thì câu này là true. Đúng hay là sai? True or false? True. Do you guys have the same answer, guys? Do you guys have the answer? Let's see. Is it true? Let's see.
Good job, Huê. Yes, very good. But tell me, how can you know this one is true? Làm sao mà Huê biết được đây là câu đúng? À, Huê, trong đoạn văn nó có cái câu gì mà con nhìn vào con có thể biết được câu số 1 là đúng? Carla and her sister have cherries. Yeah, good job. Mình đọc đến đây là mình đã thấy nó giống rồi đúng không? Carla and her big sister, chị gái, khách du lịch, help tourists. Good job. So number one is true. Good job, Huê. Very good. Now number two, I want to invite Song An, please. Song An, can you read number two? And then tell me true or false. True is false. Okay, can you read the sentence first? Song An đọc cho cô cái câu đấy lên trước number two. Là nó nó. Spice. You read the whole sentence. Con đọc cho cô cái câu ở đây trước nè. Đầu tiên mình đọc cái câu này lớn lên cho các bạn cùng nghe nè. Yeah, okay. So your answer, true or false? True or false, Ang? False. Okay, so let's see. You guys have the same answers. Các bạn ở trên livestream mình cùng comment cho cô đáp án nha. Bây giờ mình cùng check đáp án nè. Mình xem câu 2 là true hay là false nè. Let's see the answer. It's false. Congratulations and well done. But wait, can you tell me where can you find the evidence? Con tìm được cái bằng chứng ở đâu? Làm sao con biết câu này false? Which line? Bây giờ An có thể xác định cho cô là dòng nào cũng được. Đoạn thứ 3 dòng nào? Which line? Line number? She buys many books in her city, do not have money to buy books. What else? Như vậy ở đây thì con thấy cái câu của mình là gì? Lana buys new books to give to school. Như vậy làm sao con biết được câu này là false? Nhờ đọc vào câu nào? Nếu mà mình đọc cái câu thứ hai nè. She knows that many schools in her city do not have money to buy books. Như vậy thì con thấy câu này thì nó chưa hẳn là cái bằng chứng để mình biết câu thứ hai nó false. Bởi vì sao? Cô ấy biết là nhiều trường học ở trong thành phố của cô ấy thì không có tiền để mà mua sách cho các bạn, đúng không? Thì ở đây là cái câu người ta nói là Lana đã mua sách mới để tặng cho trường. Thì mình vẫn thấy là nó chưa có cái sự liên kết lắm. Mình chưa biết được là câu này nó true hay là false. Phải có một cái câu gì khác nữa. Đúng không? Như vậy thì Xuân An thử tìm cho cô một câu nào mà nó ngược lại. Bởi vì false có nghĩa là cái này, câu này nó sai. Có nghĩa là cái câu nào đấy trong cái đoạn văn nó phải đúng. Đúng không? Mình phải tìm câu nào mà nó ngược ý lại với cái câu ở đây thì mình mới xác định được câu này là false. Right? Như vậy thực chất là Lana có mua sách mới để tặng cho trường không An? Lana có mua sách mới để tặng cho trường không? Lana and her friends Yeah, donate books. Donate. Do you know that word? An có hiểu từ donate. Donate. Đúng rồi. Ở đây cái câu của mình sẽ là line number three. Number four. Sorry everybody. Mình sẽ có cái câu của mình là four. Number four. Line four. Đây đúng rồi. Yes. Lana and her friends ask people to donate books. Donate. This word means you give something, right? Ở đây là từ quyên góp. Như vậy là Lana thực chất là đâu có mua sách mới để tặng trường, mà Lana làm gì? Kêu gọi mọi người, ask people, kêu gọi mọi người là quyên góp sách. Như vậy là bạn tặng sách cho trường bằng cách là bạn kêu gọi bạn Lana và những người bạn khác thì kêu gọi mọi người xung quanh quyên góp lại sách của mình để tặng lại cho trường. Như vậy thì không thể nào. Câu số 2 chắc chắn không phải là true được, bởi vì người ta nói là buys new books, mua sách mới. Nhưng thực chất là bạn không hề mua sách mới, bạn làm gì? Bạn kêu gọi ask people to donate books. Okay? Now very good job. Let's invite one more friend. I want to invite Minh Khuê, please. Can you read number 3? Can you read number 3 for me? Can you turn on your sound? Cô mở tiếng cho Khuê rồi đó. Khuê ấn vào cái nút good job. Yes, can you read number 3 first? Bây giờ Khuê giúp cô, Khuê đọc cho cô nghe câu số 3 trước cho các bạn cùng nghe nè. Number 3. Marcus live in a small town near. Number 3, sentence 3, not the paragraph, sentence 3.
Marcus takes a bus to school every day. Yeah, true or false quay. Như vậy khi con đọc câu này so với cái bài đọc của mình là true hay là false? Câu này nó đúng hay là nó sai? True or false? True. Mm-hmm. Are you sure, quay? Are you sure? Marcus, take the bus. Có nghĩa là gì, quay? Take the bus. Bạn đi bằng gì? Bạn đi đến trường bằng cái gì, quay? Bằng xe buýt, đúng rồi, bạn đi đến trường bằng xe buýt. Như vậy con thấy ở trong bài của mình nó có cái chữ bus không? Ha, con đọc trong bài mình, con có thấy được cái chữ bus xuất hiện ở trong bài không? Bởi vì nếu nó true có nghĩa là cái việc bạn đi xe buýt nó phải xuất hiện trong bài, đúng không? Nếu mà con chọn câu này là true thì có nghĩa là đi xe buýt nó phải xuất hiện trong bài. Nhưng mà ở đây con thấy có chữ bus không? Is there a word bus in the paragraph? Can you see the word bus? Take a bus. Con có thấy cái cụm take a bus hay là cái chữ bus ở trong đấy không? In the paragraph? No, như vậy thì không thể nào là đi xe buýt được, đúng không? Mà bạn đi bằng gì? Mình có cái câu nào mà để mình đọc vào mình biết ngay là bạn đi đến trường bằng gì mỗi ngày? Bạn đi đến trường như thế nào mỗi ngày? Con có tìm ra được cái câu đấy không? Can you find that sentence in the paragraph? Có tìm được câu đấy không? Như vậy con thấy ở đây đầu tiên mình có cụm từ gì để cô giúp khuê nè? Ở đây có phải con có cụm từ... to school every day, right? À, như vậy cái cụm của mình là mình có cụm đến trường mỗi ngày. À, như vậy con có tìm được cái cụm giống như vậy ở trong bài đọc của mình không? Can you find this phrase? Yeah, can you find this phrase? Con có tìm được cái đoạn nào, cái câu nào có cái ý giống như vậy đến trường mỗi ngày không? Yeah, can you read that sentence? Con có thể đọc cho cô nghe câu đấy được không? Can you read that sentence? Marcus walk to school every day. Good job, very good. Như vậy là mình có walks to school là đi như thế nào, Khuê? Walks to school là bạn đi bằng cái gì đến trường, bạn đi như thế nào? Đi bộ. Đúng rồi, đi bộ, đúng không? Như vậy chắc chắn là bạn không đi xe buýt rồi đó. À, như vậy con thấy ở trong bài người ta khẳng định là gì? Marcus walks to school là bạn đi bộ đến trường, chứ không phải là đi xe buýt đến trường, đúng không? So number 3, true or false, Khuê? Như vậy number 3 phải là gì? What is the answer? False. Good job, guys. Good job, Khuê. Thank you so much. Well done. Đấy. Các bạn sẽ dựa cho cô vào những cái ý này. Con xem thử. Ví dụ mình không tìm thấy đáp án đi. Thì mình xem thử những cái cụm ở trong đây nó có xuất hiện trong bài đọc hay không. Mình xem thử. Ha, như vậy con thấy ở đây cả cụm to school every day có xuất hiện. Như vậy mình đọc thì mình thấy Marcus đi bộ đến trường chứ không phải là take a bus, right? Good job, Khuê. Thank you so much. Yeah. Now, number 4. Let's invite... Cô mời bạn Băng. Bạn Trần Băng. Can you turn on your sound? Yeah. Can you read number 4? Bên của Băng có cái tiếng gì hơi khó hiểu không? Sorry, Băng, cannot hear you. Và bên Băng có cái tiếng nó to quá, cô không nghe thấy Băng được. What's wrong? Okay, let's try again. Okay, bây giờ thử lại nha. Nếu mà Băng có cái tiếng to quá thì cô cũng không nghe thấy Băng được. Bây giờ cô thử mở tiếng lại cho Băng nha. Hello. Okay, sorry, Băng. There is a very annoying sound in the background. Ở trong cái chỗ của con cái âm thanh nó ồn quá ha, nên là không thể nghe thấy Băng nói được. Sorry so much, okay? Let's invite another friend, okay? Don't be sad, okay, Băng? Don't be sad. Now I want to invite cô mời Trấn Phong nè. Đặng Lê Trấn Phong. Hello, Phong. I can see that you raise your hand. Bạn Phong nó mất tiêu rồi. Sometimes when I invite someone and that person is turning on their camera and then they turn it off. Cô mời xong các bạn chạy mất tiêu. Let's invite another friend, okay? Let's invite another friend. Ở đây cô mời
Cô mời Phương Anh đi. Lê Bùi Phương Anh. Hello, Phương Anh. Can you turn on your sound? Can you turn on your sound, please? Yes. Okay, now can you read number 4? Con đọc cho cô nghe câu số 4 trước, rồi con mới cho cô đáp án sau. Number 4, Marcus. Marcus and his friends do not enjoy picking up trash. Yeah, good job. Marcus and his friends do not enjoy picking up trash. True or false? Enjoy just like the like. Enjoy là giống như like vậy đó. Ah, false. Okay, are you sure with your answer? Bây giờ cô check đáp án cho Phương Anh nha. Okay, you are sure with your answer, right? Let's check, okay? Let's check. Is it false, guys? Number 4. Let's see. Good job, Phương Anh. It's false, right? So where is the evidence? Con có tìm ra được cái bằng chứng không? Bằng chứng nào để chứng minh là nó false, nó sai? Câu nào để nó ngược lại mà mình chứng minh được là câu này nó sai? Yes, they clean up the streets and they have fun. Yeah, clean up the streets. Ngoài ra có câu nào nữa? Có câu nào nữa mà con thấy nó cũng có thể thể hiện được câu này là nó false không? Còn câu nào nữa mà Phương Anh tìm ra được câu này nó cũng thể hiện là câu để câu này nó cũng false. Để câu này false thì ngoài câu ở cuối cùng ra thì con có tìm thấy được câu nào nữa không? Câu, có câu nào mà nó cũng có ý giống giống như vậy không? They pick up the trash and they see. Yeah. Us. Yeah, good job. Ở đây mình có cái câu ở trên thì nó có cái cụm giống như vậy luôn. They pick up the trash. Họ làm gì? Họ nhặt rác. Như vậy ở đây trong bài người ta khẳng định là họ nhặt rác và xem thử coi là ai là gọi là gom được nhiều rác nhất. Thì ở đây người ta lại nói là gì? Marcus và bạn của Marcus là không có thích cái việc nhặt rác. Thì câu này chắc chắn là false. Bởi vì trong bài người ta nói rõ ràng là gì? They pick up the trash, câu khẳng định. Thì ở đây mình lại có câu phủ định. Do not enjoy, không thích việc nhặt rác. Thì chắc chắn là false rồi, đúng không mọi người? Yeah, good job everybody. Now one last friends, okay? Cô xem các bạn nào mình đang giơ tay nha. Okay, so I want to invite a very new friend, Bo, right? Your name is Ba. Can you read number 5 for me? Can you read number 5 and then tell me the answer, okay? Can you turn on your sound? Can you turn on your mic? Hello Ba, can you turn on your mic? Cô đã ấn cho Ba mở tiếng rồi đó. Can you turn on your mic? Yeah, good job. Okay, can you read number 5 for me? Can you read number 5? Clara is proud of Barcelona. Barcelona. Ah, yeah, good job. Proud of. Ở đây con nói âm vào được này, con có thể đọc cho cô là proud of. Proud of. Loud. Yeah, good job. So true or false? Loud. True or false? True. Okay, let's see the answer. Is it true, guys? You guys have the same answer? Good job, very good. Can you tell me which sentence in the paragraph? Which sentence? Con tìm thấy được câu gì ở trong paragraph mà con biết là câu này true nè. Can you tell me? Ba có thể nói cho cô biết được không? Con đọc được câu nào ở trong đoạn văn mà con biết là bạn tự hào về Barcelona? Làm sao mà con biết là proud of là tự hào? Như vậy làm sao con biết được bạn tự hào về Barcelona? Which sentence? Câu nào làm cho con biết được? Clara live in Barcelona, Spain. Ở đây thì người ta nói là Clara sống ở đấy thôi, như nhắc gì tới việc tự hào. Như vậy còn câu nào khác mà giúp cho con biết là bạn tự hào về thành phố nơi bạn sống không? Tại vì câu này nó chỉ là nói là bạn sống ở đấy thôi chứ chưa nói về việc tự hào. Yeah. Which sentence? Which sentence? Còn câu nào nữa nè? Câu nào con nhìn vào con biết là bạn tự hào? Yeah. And she proud of her city. Yeah, good job. Very good. The last one, the first one and the last one, right, Bob? Good job. Yeah, she's proud of her city.
Và cô ấy rất tự hào về thành phố của cô ấy. À, mà thành phố của cô ấy là ở đâu? Người ta đã nhắc đến ở đầu bài nè. She lives in Barcelona. Cô ấy sống ở Barcelona. Như vậy chắc chắn her city ở đây chính là Barcelona. So number 5 is true. Good job everybody. Well done. Hôm nay các bạn làm bài rất là tốt. Và các bạn còn kiếm được cho cô những cái evidence. Good job guys. Very well done. Now we move to the next one. Okay, this one is actually not difficult at all. Okay, it's pretty easy for you. Task 10, rewrite the sentences. Các con sẽ viết lại câu cho cô. And we're gonna use and to make a compound subject or verb. Bây giờ các bạn sẽ dùng cái chữ and cho cô. Ví dụ như number 1, mình có câu là gì? Two sentences. There are two sentences, right? Lily is a scientist. Tom is a scientist. Như vậy ở đây con thấy là Lily là nhà khoa học, Tom là nhà khoa học. Như vậy ở đây con thấy là hai câu, nếu mà mình để hai câu như thế này thì con thấy là đọc lên nó bị trùng. Nó bị trùng nguyên một cái cụm là is a scientist, đúng không? À, như vậy thì bây giờ mình làm sao? Mình có thể ghép nó lại thành một câu thôi. Lily and Tom are scientists. Lily và Tom là những nhà khoa học. À, như vậy ở đây các bạn nhớ cho cô, are scientists. Mình phải dùng số nhiều bởi vì Lily and Tom. À, hai người làm nhà khoa học thì ở đây mình phải dùng số nhiều cho cô. Thì con thấy là thay vì mình nói tách rời hai câu như thế này, mình còn lặp lại tận 3 từ. À, thì ở đây mình có thể gộp lại thành một câu ngắn gọn thôi, nhưng mà vẫn đầy đủ nghĩa. Lily và Tom là những nhà khoa học. Lily and Tom are scientists. Okay? Now, who can do number 2? Who can do number 2 for me? Okay, I will invite who? Let's see, còn bạn nào mà cô chưa mời nè. Cô sẽ mời những bạn nào bấm nút raise hand nha. Hồi nãy giờ là cô mời Khuê rồi nè, đúng không? Bây giờ cô mời tới Bảo Khôi nha. Okay. Do you have the answer? Yeah, bây giờ Khôi đọc cho cô trước. Bây giờ Khôi đọc cho cô cái đề trước đi. Con đọc đề cho các bạn cùng nghe với cô trước. Number 2, con đọc cái đề cho cô trước. My parents a teacher. That is the answer. Đấy là đáp án của Khôi đúng không? Bây giờ Khôi đọc cái đề cho cô trước đi. Rồi con đọc cái đáp án sau nha. My mother is teacher. My father is teacher. Như vậy đáp án của Khôi là gì? My parents are teacher. Are teacher? Are you sure? Are teacher? Teacher. Teacher. Cheers, right? Cheers. Mm-hmm. Yes, good job. One more time. My parent is a teacher. Are you sure is? Is a teacher. Are, right? Are teachers. Uh-huh, đúng rồi. Is là con dùng cho cái gì? So it. Lily là chỉ có một người tên Lily đúng không? Nên là mình nói Lily is. Ha, đây là chủ ngữ số ít nè. Thì ở đây bạn dùng cho cô cái cụm rất là hay đúng không? Bạn dùng là gì guys? My parents. À, như vậy ở đây có hai cách để con sử dụng. Thì như bạn Khôi dùng rất là tốt. Bạn có một cái cụm để thay thế luôn. Well done. Bạn thay thế cả cái cụm my father, my mother luôn. Bạn đổi thành my parents. Remember with S, okay? Cả bố và mẹ thì tụi con phải dùng parent có s cho cô, my parents. À, số nhiều, đây là chủ ngữ số nhiều cho nên là mình phải làm gì? Are teachers with s bởi vì đây là số nhiều, đúng rồi, good job. Hoặc là tụi con không thích dùng my parents thì có thể nói là my mother and my father, mẹ của con và bố của con là nhà giáo, là những người giáo viên, đúng không? My mother and my father, hoặc là các con dùng cái cụm parents cũng được. Ok, good job, very good Khôi. Now number 3. Who can do number 3? Okay, I want to invite Trang. Okay, Trang, can you do number 3 for me? You read number 3 first. You read number 3. Con đọc cho cô câu số 3 chứ. I work at a restaurant. I eat at a restaurant. Ah, not a, but the restaurant. The restaurant. The restaurant. À, đúng rồi, đây là the chứ không phải là ở, đúng rồi. Và ở đây thậm chí là Trang có thể nối âm lại cũng được này. I work at. Cái này là dễ nối âm nhất này. Work at. I work at. Again.
I work at. Yeah, good job. Đúng rồi. So how can you make in these two sentences into one sentence only? One sentence only. Bây giờ Trang biến nó thành một câu như thế nào? Người ta có gợi ý là mình dùng chữ and. À, như vậy bây giờ con dùng chữ and như thế nào? Vậy là biến thành một câu. Mình có thể tạo thành chủ ngữ ghép hoặc là cụm hoặc là động từ cũng có thể ghép lại được. Như vậy ở đây con làm như thế nào? I work at a restaurant and I eat at the restaurant. À, nhưng mà bây giờ Trang hỏi câu của Trang đúng rồi đó. Nhưng mà Trang có thấy là mình vẫn lặp lại một cái gì không? Con vẫn hơi lặp lại cái từ gì? At the restaurant, đúng không? At the restaurant, nếu mà mình bị dầu trùng nhau thì mình cũng có thể bỏ như thế nào? Bây giờ mình biến nó như thế nào thành một câu mà nó không bị lặp từ gì hết luôn? Mình sẽ nói như thế nào? I work and I eat at the restaurant. I work and I eat. Đúng rồi, nhưng mà Trang vẫn bị lặp cái chữ gì? Chữ gì vẫn còn bị lặp? I work and I eat. I work and I eat. Thì con có thể sửa lại cho cô một xíu nữa để cho nó không bị lặp nữa không? I work and eat. Good job. One more time. Rồi, Trang đọc cho cô cả câu đầy đủ luôn. I work and eat at the restaurant. Well done, Trang. Good job. Excellent work. Well done. Congratulations. Yeah, Trang làm đúng rồi đó mọi người. Thì con thấy ở đây mình có I lại trùng nhau rồi chủ ngữ. Thì mình chỉ cần một chủ ngữ thôi ghép lại. At the restaurant. À, thì các con chỉ cần nói là gì? I work and eat. Đây là compound verb nè. Compound verb. À, mình nối lại. Work and eat at the restaurant. Okay. Now, okay, cô mời Giang nha. Giang rất là muốn làm, đúng không? Number four. You read first. Read number four for me. Yes. My sister lives on a farm. My brother lives on a farm. My sister and my brother live at a farm. Good job. Well done. Thank you, Zhang, so much. Well done, guys. Như vậy tụi con thấy là ở đây mình trùng nhau cái cụm lives on a farm, đúng không? Mình bị trùng cả cái cụm lives on a farm. Thì như vậy mình có thể gộp lại cái my sister and my brother. À, mình gộp lại my sister and my brother. Chị của tôi và anh của tôi sống ở trên on a farm, sống ở trên nông trại, đúng không? Yes, well done, Zhang. Now the last one. I want to invite. Okay, cô sẽ mời bạn Phúc Nguyên. Okay, Phúc Nguyên, please read number five first. Con đọc cho cô cái câu đó trước nha. Number five. My grandfather lives in an apartment. Again, my grandfather lives in an apartment. An apartment. My grandfather lives in an apartment. Mm-hmm. My father worked in an apartment building. Good job. So what is your sentence? What is your sentence? My grandfather lives and works in an apartment. Lives and... Good job. Well done, Nguyen. My grandfather lives and works in an apartment building. Okay. Apartment với apartment building thì nó cũng tương tự nhau. Apartment có nghĩa là một căn hộ. À, còn apartment building có nghĩa là cái tòa nhà, cái chung cư, tòa chung cư của mình đấy. Thì cái tòa chung cư nó to hơn, đúng không? Thì tụi con có thể dùng cái này để thay thế cho cái apartment không? Mình dùng cả cụm này luôn. In an apartment building. À, ông của tôi thì sống và làm việc ở trong chung cư ha, thay vì mình nói là sống ở trong căn hộ và làm việc ở trong tòa chung cư thì nó cũng xem nghĩa nhau, đúng không? Cho nên tụi con đổi lại thành sống và làm việc ở chung cư. Ok, in an apartment building. Ok, good job guys, well done, good job. Như vậy là các bạn nhớ khi mà tụi con viết bài này, hoặc là khi mình nói, thay vì mình nói, mình thấy là tụi con hay lập cái chữ I khi mà nói về bản thân mình, đúng không? Có phải mọi người hay nói là I like, I live, I am. Mình lập chữ like, chữ I rất là nhiều, đúng không?
thì như vậy thì mình có thể đổi cái chủ ngữ một xíu để mình không bị lặp từ, hoặc là tụi con dùng câu ghép, à hai câu đấy mình ghép lại thành một câu, đúng không? Ok, như vậy thì nó tránh bị lặp từ nhiều, tránh người ta nghe người ta cảm thấy ngán. À, thì mình có thể nói như vậy thì nghe bài mình nó vừa ngắn gọn, vừa xúc tích nhưng mà vẫn đầy đủ, vẫn rất là hay. Đấy, ok. Good job guys, well done. Như vậy là các bạn cũng đã biết cách dùng chữ and này đúng không? Yeah, you can use this word. Ừ. Tạo thành cho cô là cái compound verb nè. Work and eat, live and work. Và ở đây có một cái nữa là tụi con nhớ là cái động từ trước and và sau and thì nó phải similar. Có nghĩa là nó phải giống như là chia cùng thì. Tụi con thấy tụi con chia thì này đúng không? Đấy, thì mình phải có, chứ không phải là một cái ed còn một cái là bình thường giữ nguyên được ha. Nó phải cùng nhau như thế này. Đấy, work and eat, lives and works. Uh-huh. Chủ ngữ của mình là grandfather. Các bạn cũng để ý cho cô, ở đây người ta dùng cho mình là thì gì? Hiện tại đơn đúng không? Cho nên là các bạn thấy là mình chia thì nè. Đó, chia thì đàng hoàng. Đấy, các bạn còn hơi quên một xíu cái việc chia thì đúng không? À, thì mình tập luyện những cái câu nhỏ nhỏ như thế này, từ từ tụi con sẽ nhớ cái cách dùng thì hiện tại đơn nhiều hơn. Ok, và mình viết là thì hiện tại đơn thì khi mình đọc mình cũng phải đọc rõ ra, bởi vì nếu mình không đọc rõ thì người ta sẽ nghĩ là mình không có chi thì. My sister lives, à là không được, mình phải nói là my sister lives on a farm. Ok guys, well done for today. Như vậy là unit này vẫn còn một bài cuối cùng. À, there's still one more. So this one will be the homework. Ok, cái này sẽ là cái bài tập của các bạn này. Có gì cô chụp cái hình này cô gửi lên sau. Bài này rất là đơn giản thôi. Nó chỉ tổng hợp lại những cái mà mình đã học từ đầu đến giờ đấy. Very simple. Các bạn tự chọn từ vào cho cô. Ok, và các bạn sẽ đọc cho cô nghe những cái câu này để cô xem cái phát âm của mọi người thôi. Very simple homework. Ok guys, so I think today we can stop here. And then I'll see you back on Saturday. Don't forget to do your homework. Ok guys, now I will turn on the mic and let you guys say goodbye to each other, okay? And then you go to sleep. Mm-hmm. Maybe you go to sleep early, okay? Và cô cũng xin chào các bạn ở trên livestream và cô hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy nha. Wait me, guys. Let me turn on your micro. Bye bye everyone. Bye you guys today. Bye. 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 B